và các bạn, gió xuân tươi tắn nồng nàn, đào hồng đang khoe áo mới, mai vàng hé nụ cười xinh. Không khí xuân căng tràn trên khắp các nẻo đường phố núi Pleiku. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, những bài hát về mùa xuân như những dòng chảy nhỏ, hát khúc yêu thương về một mùa mới, về khoảnh khắc giao cảm mãnh liệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Chương trình ca nhạc với chủ đề Mùa xuân trên bục giảng do tập thể giáo viên Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Pleiku thể hiện, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một chút không gian xuân đầy màu sắc, cảm xúc trong hương vị ngày Tết. Hãy vững bước đi lên trên con đường quê hương đổi mới, hãy vững chí kiên tâm cho đàn em vững vàng đi tới. Lời bài hát như một bức tranh đẹp về hình ảnh những người thầy, người cô vẫn ngày ngày miệt mài trên bục giảng, dìu dắt thế hệ trẻ bằng cả tấm lòng nhiệt thành và trái tim đầy nhiệt huyết để mùa xuân đẹp mãi. Họ luôn khắc ghi những lời bác dạy, trẻ em hôm nay sẽ là tổ quốc ngày mai. Bài hát Thầy ánh sáng của chúng em, một sáng tác mới của thầy giáo Võ Đình Huy đến từ trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai do tập thể giáo viên Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Pleiku thể hiện sẽ mở đầu chương trình ca nhạc hôm nay.